mà test thử chiếc Vision mới làm phun cồn nồi nha, bao nhẹ hay nha, lên ga là chạy giọt liền, không còn bị rung đầu xào nồi nha. Chào anh em Vision ở đầu nha, giới thiệu với anh em cái bộ nồi phun Thái. Xe này thì bảo dưỡng phun nồi trước nồi sau nè, đi phần bố tháng sau luôn. Rồi cho anh em coi cấu hình cái phần nồi cũ chủ xe. Cái nồi cũ chủ xe thì nó bị mòn rất nhiều ha. Đây là cũng có dán bố đó rồi nha. Đó cũng là bố này dán mòn chai hết rồi nha. Đã mòn chai hết rồi nha. Chuông nó bị sọc huyết anh em ha. Sọc huyết rất nhiều rồi. Đó. Về cái phần nồi trước thì cái dán bi nó bị mòn lõm xuống anh em ha. Đó chân bị khuyết nè. Khuyết nhiều dẫn đến tình trạng này nó kêu nồi nha. Bộ bi kẹp trượt thì mòn hả miệng hết rồi nha. Bi thì mòn ngấn luôn rồi. Phần dây cura sắp đứt nha. Nó đừng mà nứt hết rồi nha ha. Đây. Nứt đường rồi nha. Rồi. Về phần lọc gió thì nó dơ rồi, thì mình thay lọc gió mới chủ xe. Đó, thì combo của mình nồi mới mình sẽ đi chủ xe là full Thái luôn nha. Gồm có là dây bando Nhật nha, bando Nhật ha. Bi bando Nhật cho chủ xe. Đó. Full Thái nồi trước nha, nồi trước đi full Thái luôn. Đó, đều có xe còn nguyên nha. Rồi, thấy không? Trắng đẹp và không có bị là sọc huyết tầng đường gì hết nha. Đó, mòn, không bị mòn ha. Rồi, phần chuông là đi full chuông nồi Thiên Thái mới nè. Đó, một chuông nồi mới đẹp cho anh em ha. Rồi, đi full 3 bố Thái luôn, bố lớn cho anh em ha. 1, 2, 3 nha, phun mới 100%. Đó, anh em thấy nguyên cụm mới nha. Đó, kẹp trượt thì mình đi zin lại 3 cái nha, kẹp zin lại 3 cái của thằng Vision 110. Đó, thì anh em mà muốn làm nồi bảo dưỡng xe, đó làm chén cổ phục hoặc sơn si dọn kiển thì ghé bên độ xe Việt Nam nha. Bên mình thì phục tùng đầy đủ thay thế cho anh em để cho anh em có một chiếc xe chạy mạnh bền êm nha. Rồi, cảm ơn anh em Vision. Rồi, chào anh em Vision 110 nha. Giới thiệu với anh em cái bộ nồi phun Thái ha. Xe này thì mình đang tiến hành là ráp nguyên bộ nồi mới chủ xe luôn. Đó, combo là đi full zin đồ Thái chủ xe. Tiến hành là lắp cái phần bố ba càng vô phần bu ly nồi sau nha anh em ha. Đó. Tiến hành là cho ba cặp trượt mới vô. Đó, cho cặp trượt vô phần tấm vên nồi nha anh em. Rồi, tiến hành khui bịch bi bando Nhật cho vô phần chén bi nha. Thì anh em nhớ để ý là lắp đúng chiều ha. Bi nó có hai chiều nha anh em. Đó, chiều đít thì cho anh em nằm dưới đánh lên khỏi mòn bi của anh em. Còn như nếu anh em lắp sai thì sẽ bị là đánh lên mòn bi và hư chén bi của anh em nha. Đó, nhiều chiếc mà mở ra bị hư chén bi thì mình đã chỉ cho anh em rồi ha, lắp đúng chiều. Kẹp trượt anh em cũng nhớ lắp đúng chiều luôn nha. Đó. Rồi, tiến hành là cho phần kẹp trượt vô phần chén bi, cho vô cốt nồi trước. Rồi, tới phần dây cura. Dây cura thì nó có là hai chiều luôn. Anh em nhớ để đúng chiều nha. Cho phần bu ly nồi sau. Và đây là chiếc Vision nha ha, Vision đời đầu nha. Rồi, nào có bên này mình đi nồi full Thái. Rồi, cho cánh quạt nồi vô. Tới phần cánh quạt sẽ giải nhiệt nha anh em. Rồi tới cái lồng đền đạp ha. Rồi, tới lồng đền mỏng và tới tán nồi trước. Rồi, cho cái chuông nồi Thái vô, tới lồng đền mỏng, rồi tới tán nồi sau. Tiến hành bắn nồi trước, nồi sau. Rồi, mình bắn nồi sau nha anh em. Rồi, tiến hành là cho nổ máy để mình test cái nồi ha, bao êm ru nhẹ nhàng cho anh em. Rồi, quá êm cho anh em ha, êm ru nhẹ nhàng nha, không có bị tiếng xào nồi, tiếng lọc cọc anh em ha. Đó, mình sẽ test thử cho anh em để anh em coi phần nồi chạy thế nào nha. Mình test thử chiếc Vision mới làm phun cái bộ nồi nha, bao nhẹ hay ha. Lên ga là chạy giọt liền, không còn bị rung đầu xào nồi nha. Đó, xe này mà để vợ đi chợ thì ok nha anh ha. Quá nhẹ nhàng, êm ru nha, không còn bị tuột nồi với lại là xe có tiền làm phuộc làm cổ rồi. Xào nồi nha anh ha. Xe có tiền làm phuộc làm cổ rồi. Xe muốn làm cái chén cổ phuộc mà chưa có thời gian nha. Thì chút nữa sẽ lần sau mình qua mình sẽ phục hồi luôn phần chén cổ rồi, làm okay. Phuộc nha anh ha.